Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng, hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 25 tháng 7 năm 2023 sẽ gồm có các nội dung chính sau đây. Đồng Nai điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai anh em tử vong. Lính hình sự khắc tinh của tội phạm. Tuổi trẻ Biên Hòa với công tác đền ơn đáp nghĩa. Thưa quý vị, một đường dây cho vay lãi nặng online quy mô toàn quốc lớn nhất từ trước tới nay vừa bị triệt phá. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam thông qua ứng dụng RitVay trên điện thoại di động, cho vay lãi suất trung bình gần 2.350% một năm. Theo lực lượng công an, tính đến thời điểm này, nhóm đối tượng cho hơn 1 triệu người vay với số tiền trên 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng, tổ chức chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc hơn 5.000 tỷ đồng. Ngành chức năng khuyến cáo mỗi người nên thận trọng, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời tố cáo khi phát hiện tổ chức cá nhân có dấu hiệu liên quan đến hoạt động vay lãi nặng. Nếu bị đe dọa khủng bố, cần đề nghị công an can thiệp để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị. Ở tin tức an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản, 7 đối tượng từ 17 đến 36 tuổi trú tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Cà Mau đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Theo hồ sơ công an, Ngũ Ngọc Sinh, 29 tuổi, trú huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, là đối tượng môi giới, dẫn dắt nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke hoạt động tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán. Đầu năm 2023, Sinh có thuê Nông Quốc Tài, 22 tuổi, để chở nữ tiếp viên đi tiếp khách tại các quán karaoke trên địa bàn. Cuối tháng 6 năm 2023, Tài bị Sinh đuổi việc vì có mâu thuẫn trong quá trình làm việc. Sau đó, nhiều lần Sinh gọi điện thoại yêu cầu Tài trả 60 triệu đồng đã nợ trước đó, nhưng Tài không nghe máy. Đêm ngày 23 tháng 6, Sinh thuê xe ô tô và rủ thêm 6 đối tượng, mang theo 3 dao tự chế, rồi nhờ Kiều Phương, chưa rõ lai lịch, gọi điện dụ Tài đến. Tại đây, các đối tượng đã khống chế chiếm đoạt một xe máy, một điện thoại di động với tổng trị giá 51 triệu đồng của Tài, đồng thời trói tay đánh đập ép Tài phải viết giấy vay nợ, rồi mới thả Tài về. Và cuộc điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan, 3 đối tượng khác đã đến đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp vi phạm trên lĩnh vực y tế về thuốc không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra của lực lượng chức năng liên ngành của thành phố Biên Hòa, phát hiện ông Nguyễn Thanh Tuấn, ngụ tại phường Tân Phong, đã vi phạm hành chính trên lĩnh vực y tế, gồm lưu trữ, bán lẻ thuốc không thuộc phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, thuốc sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và thuốc khác không được bán theo quy định của pháp luật, không mở sổ để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hàng dùng, nguồn gốc của thuốc và thông tin liên quan khác theo quy định của pháp luật. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 9 triệu 500 ngàn đồng. Chiều qua, Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ tài xế và xe khách để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật trong vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai anh em ruột tử vong trên quốc lộ 20. Theo công an, bước đầu xác định tài xế xe khách Thành Bưởi vượt trái, lấn qua làn xe chiều ngược lại, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai nạn nhân đi xe máy tử vong. Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 23 tháng 7, xe khách biển số 51B29547 của nhà xe Thành Bưởi chạy trên quốc lộ 20, hướng từ Đà Lạt đi quốc lộ 1A. Khi đến km 04 trên tuyến quốc lộ 20, đoạn thuộc ấp Lê Lợi 1, xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, xe khách vượt lên thì tông vào xe máy 60B4-32461 chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh làm cho xe máy và người trên xe văng mạnh ra xa. Hai anh em ruột Nguyễn Kim Hoàng và anh Nguyễn Văn Điệp cùng ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất trên xe máy tử vong tại chỗ. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe khách dừng nằm biển số 81B01447, chưa rõ người điều khiển, chở hàng chục hành khách trên xe, lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đắk Nông. Đến đoạn ấp 4, xã Đồng Tiến, bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe khách dừng nằm biển số 50F04528, đang dừng bên phải đường phía trước. Cú tông mạnh đã khiến cho chiếc xe khách 81B01447 bị vỡ nát phần đầu. Phụ xe Vũ Chí Thiện, 19 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, tử vong ngay sau đó. Hai hành khách trên xe bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.
hàng chục hành khách trên hai xe bị một phen hoảng loạn la hét. Chiếc xe khách 50F04528 cũng bị hư hỏng nặng phần đuôi. Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, đối mặt với những hiểm nguy, có khi máu đã đổ, nước mắt đã rơi, nhưng vượt qua bao khó khăn thử thách, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn nêu quyết tâm cao, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, tạo được tiếng vang lớn trong thời gian qua. Xứng đáng là thanh bảo kiếm, bảo vệ đảng, nhà nước và là lá chắn thép giữ gìn bình yên cho nhân dân, ghi nhận tại Công an huyện Vĩnh Cửu. Tội phạm luôn hoạt động hết sức tinh vi, gian xảo, là những đối tượng cộm cán có thành tích bất hảo, thường mang theo hung khí sẵn sàng chống trả để tẩu thoát khi bị phát hiện. Dù biết như vậy nhưng với vai trò là lực lượng chủ công trong phòng chống các loại tội phạm, cảnh sát hình sự thầm lặng với nghề nhưng lại là khắc tinh của tội phạm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù ngày hay đêm, mưa dầm hay nắng gió, địa bàn hiểm trở, cứ mỗi khi có tin báo về tội phạm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo đơn vị, lính hình sự luôn có mặt kịp thời tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc. Với vai trò đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy phòng chống tội phạm, đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy đã tham mưu lãnh đạo huyện làm tốt công tác phòng ngừa phòng chống tội phạm, phối hợp với các đội nghiệp vụ của huyện và các phòng ban ngành liên quan cũng làm tốt công tác tuyên truyền về các thủ đoạn của tội phạm để về bằng nhiều biện pháp khác nhau, gần gũi, khoa học, người dân nắm và chủ động phòng ngừa tội phạm, kết hợp có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội cho công tác phòng chống tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, Công an huyện Vĩnh Cửu đều điều tra, làm rõ 27 vụ, 32 đối tượng phạm pháp hình sự. Ngoài các hành vi trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản, đội còn đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn cờ bạc. Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an huyện, đội đã phát hiện điều tra 19 vụ, 39 đối tượng có hành vi sử dụng, tàn trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường. Trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi đánh giá là đội hình sự của huyện Vĩnh Cửu là hoạt động rất là hiệu quả. Triển khai tất cả các cái chương trình, các cái kế hoạch, rồi các cái chỉ tiêu, rồi các cái công tác về nghiệp vụ cơ bản, rồi cũng như là công tác phòng ngừa, rồi công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, rồi công tác điều tra, xử lý tin báo, rồi xử lý án. Là thực hiện đúng theo quy định của bộ cũng như là quy định của pháp luật. Trong thời gian tới làm tốt công tác phòng chống tội phạm thì đội tiếp tục tham mưu lãnh đạo huyện thực hiện các kế hoạch về công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn và phối hợp các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm, đồng thời quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật và tội phạm, đồng thời là xây dựng kế hoạch tổ chức triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đằng sau thành công của những chuyên án lớn không thể kể hết những nhân khổ, sự hy sinh mà các trinh sát hình sự phải trải qua. Tuy nhiên, với niềm tin, sự dũng cảm, quyết tâm vì nhân dân phục vụ, Công an huyện Vĩnh Cửu nói chung, đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế nói riêng đã lập hết chiến công này đến chiến công khác nhằm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp tục diễn ra tại các địa phương của Đồng Nai nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Chiều qua, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thống Nhất đã tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn thị trấn Dầu Dây và hai xã Hưng Lộc và Bầu Hàm 2. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ tiếp tục động viên con cháu tăng gia sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển của đất nước. Dịp này, đoàn đã gửi tặng mỗi mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh một phần quà. Huyện Thống Nhất hiện có trên 400 hộ gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng. Trong những năm vừa qua, Đảng bộ chính quyền huyện luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Nhờ vậy, đời sống của người có công trên địa bàn huyện bằng và cao hơn mức sống của người dân ở địa phương. Chiều qua, tỉnh Đoàn Đồng Nai đã phối hợp với Viettel tổ chức chỉnh trang và dâng gần 12.600 đóa hoa sen lên các phần mộ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Riêng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đã có 4.200 đóa hoa sen được dâng lên mộ phần các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ. Dịp này, các cơ sở đoàn cũng đã ra quân chỉnh trang, dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan tại các đền tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi công liệt sĩ. Đây là những hoạt động nhằm thể hiện đạo lý đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thông qua hoạt động tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ. Và các sau lời dạy của Bác Hồ, thời gian qua tuổi trẻ Đồng Nai đã hăng hái tham gia nhiều hoạt động, phong trào cụ thể, thiết thực để bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với những gia đình chính sách, những người có công với đất nước. Ghi nhận tại thành phố Biên Hòa. Trong tháng 7 tri ân, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Biên Hòa triển khai đồng loạt sinh hoạt chuyên đề xung quanh nội dung đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tại đoàn cơ sở phường Thống Nhất, đoàn phường vừa kết hợp với chi đoàn khu phố 5 tổ chức sinh hoạt chủ điểm tại nhà bia liệt sĩ phường. Tại đây, các bạn đoàn viên thanh niên cùng các em thiếu nhi đã tìm hiểu lịch sử về khu di tích và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp tháng 7 hàng năm, tháng tri ân, đoàn phường Thống Nhất cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đến các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường như sinh hoạt chủ điểm tháng 7, viếng nhà bia liệt sĩ phường, dân hương, chăm sóc nhà bia liệt sĩ phường, tặng quà cho các gia đình chính sách, và ngoài ra là cũng tổ chức các hoạt động thiết thực tại địa phương nhằm mục đích là tuyên truyền về truyền thống cách mạng và nâng cao ý thức của các bạn đoàn viên thanh niên trong thời đại mới. Không chỉ tuyên truyền trong thanh niên, đoàn cơ sở còn tích cực giáo dục truyền thống trong học sinh bằng những chuyến về nguồn và hoạt động tuyên truyền tập trung. Theo đó, các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề tự hào truyền thống tiếp bước cha anh dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Hành trình về địa chỉ đỏ là một trong những hoạt động giúp cho thanh thiếu nhi hiểu thêm các di tích lịch sử của địa phương và giáo dục thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc. Thì thông qua những cái chương trình tổ chức kỷ niệm ngày 27 tháng 7 qua các hoạt động thì đoàn phường mong muốn gửi gắm đến các bạn đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn phường cũng như là tại thành phố Biên Hòa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, nhắc các bạn đoàn viên thanh niên học sinh nhớ về cội nguồn của mình cũng như là những anh hùng đã hy sinh để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc, cho chúng ta có cái hòa bình ngày hôm nay. Thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã triển khai kế hoạch đến các đoàn cơ sở cũng như các liên đội toàn thành là sẽ triển khai đồng loạt hưởng ứng việc dọn dẹp vệ sinh cũng như là làm các hoạt động vào ngày 26 tháng 7 thăm mẹ Việt Nam anh hùng vào ngày 25 tháng 7. Thì bên cạnh đó thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng có phối hợp cùng với lại Hội Cựu Thanh niên Xung phong cũng như là Hội Chiến sĩ vì địch Bắc Tù đầy sẽ tổ chức chương trình văn nghệ huyền thoại và tri ân vào ngày 22 tháng 7 tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị. Thì ngoài ra thì vào tối ngày 27 tháng 7 thì Ban Thường vụ Thành đoàn cũng sẽ triển khai chương trình lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Song song đó, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Biên Hòa sẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại các nghĩa trang, đài liệt sĩ, các di tích lịch sử, văn hóa. Đây là dịp để đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò, trách nhiệm, sự tri ân với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, các hoạt động cũng khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Từ ngày mai đến ngày mốt, bão Dosuri có khả năng mạnh lên tới cấp 15-16, giật cấp 17 ở mức siêu bão, độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Do tác động của bão, từ ngày mai, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Cấp
từ chiều và đêm 26 tháng 7 tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, 11 và cấp 14, biển động dữ dội. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Trên đất liền từ hôm nay đến đêm mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 1 đến 2 ngày tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý vị có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tindongdongnai@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem chương trình trưa nay. Xin chào và hẹn gặp lại.